Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 mọi người. Đấy, thì hôm nay bên em về được một ít hàng lan. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng phần một cho mọi người dễ, và đánh số thứ tự cho mọi người dễ theo dõi và chốt đơn như mọi người. Đấy. Rồi thì hôm nay em về được ít hàng có kiếm này, phần lưng cam, trúc phật bà, long tu ba màu, hoàng thảo vạch đỏ, kiều và hoàng thảo dạ phi của vùng rừng tâm mười và một ít trúc mành cho mười. Đấy. Rồi thì nói chung là có gì bán đó nha mười. Đấy. Rồi thì trước khi vào qua chi tiết thêm sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi thì theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người để theo dõi nha. Đấy. Rồi đầu tiên là hàng kiếm nha mọi người. Đấy, chỉ có một phần kiếm, kiếm vùng rừng tâm này, kiếm rừng nha mọi người. Đấy, em 100.000. Đây gồm có một về nè. Đấy. Rồi hai về. Đấy. Rồi ba về, đây là kiếm lùng nha mọi người. Rồi phần số 1 giá là 100.000 nha mọi người. Đấy, có ba gì. Tiếp theo hình số 2 là đơn cam rừng trung tâm nha, giá 100.000 trên phần. Thì hoa của đơn cam đây, đang mùa này thì đang một số cái có hoa, một số cái có nụ nha mọi người. Đơn cam ở vùng rừng trung tâm là hoa nó rất là đỏ nha mọi người. Rất là đẹp. Đấy. Hoa cũng rất là thơm nha mọi người. Thì chỉ có một phần thôi, 1 2 3 gì nè, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Rồi, hình 2 giá 100.000. Tiếp theo, hình 3 trúc Phật bà nha mọi người. Đấy, 150 đang về. Đây, đây là hàng trúc Phật bà rừng tâm nha mọi người. Đấy. Thì hình cây này đã hoa và đã lên một con mầm con rất là khỏe rồi nha mọi người. Đấy. Thì em này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này là 10 năm tuổi rồi nha mọi người. Nhỏ nhỏ như thế này thôi, 10 năm rồi. Mỗi năm thì nó ra một chồi như thế. Rồi hình trúc phật bà 150. Tiếp theo hình 4 150 luôn. Em này thì cũng như nguyên bản rồi, cũng đã ra hoa rồi và đang lên một cái mầm rất là khỏe nha mọi người. 1 2 3 4 5 năm thứ 6 nha mọi người. Nguyên bản này. Đó. Đây hàng bốc rừng nha mọi người. Đấy, khác với cái hàng cây hay là như nào nha mọi người. Cái này thì nó từ tự nhiên về. Đấy, thì chưa trải qua một cái tác động nhân tạo nào của con người hết. Hình 4 giá 150 mà trúc phật bà vùng rừng tâm nó có hai màu và ba màu nha mọi người. Rồi tiếp theo đến hình 5 long tu ba màu nha mọi người, 100.000 một phần. Thì cái này cũng đã ra hoa rồi và đang lên các gì con nha mọi người. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nha mọi người. Thì cây giờ đang lên một con, hôm nay chủ yếu lấy trống thôi. Đấy, rồi một phần 100.000 nha mọi người. Đấy, hình 5. Rồi tiếp theo một loại nữa, này đặc hữu vùng rừng trung tâm là vạch đỏ nha mọi người. Đấy, mùa này thì nó chưa hoa đâu. Ra trẻ hơn các loại trong rừng. Đấy. Thì 100.000 cho cái nguyên bản này. Đây, cây nguyên bản này. Thì ít bữa nó về nó hoa nó chi chít trên những cái thân này luôn nha mọi người. Đấy, nó ra ở nách lá này. Đấy. Hoa rất là sai nhưng mà hoa sai cực kỳ luôn. Này là nó thuộc dòng cái hoàng thảo long nhưng mà này là hoàng thảo vạch đỏ vùng trung tâm. Đây nó ra đây này, đó. Bấy hoa đấy, này nguyên bản người. Đấy, thì bây giờ có thì mọi người mua nha. Đấy, được có một nguyên bản này, và một phần này nữa. Phần này có 100, cũng có cái bó này, bó và về đấy. Hoàng thảo vạch đỏ rất là đẹp nha mọi người. Và tiếp theo một cái nguyên bản này. Cái này mọi người về bỏ vào chậu chơi thôi. Đấy. Rồi, hàng nguyên bản thì mọi người không cần phải ghép. Đấy. Rồi, hình 7 hoàng thảo vạch đỏ trung tâm giá 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì đánh kiều nha mọi người. Đấy. Kiều tua 100.000 trên phần. Gồm có các gì này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 gì này. Đó. Này thì nó nhiều lúc đang nụ nhưng mà nếu mọi người có thể về chơi hoa được. Đấy, rồi 100.000 một phần kiểu tua nhưng mà này hoa vàng rất là đẹp mà. Đấy, cái miệng nó tua. Đấy.
Rồi tiếp theo hình 9 cho tua luôn 100.000 cho một phần luôn. Không có gì nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 1 đó. Nói chung là nhỏ nhỏ hàng giống nha mọi người. Rồi cũng có trong đây về. Rồi hình 9 giá 100.000 chiều tua nha mọi người. Tiếp theo hình 10, hạ quỷ công tâm và công tâm bao sắc nè, bà bó. Thì đây thì nó vừa có hạ quỷ, đây hạ quỷ đang hoa nha mọi người. Này hạ quỷ rừng nha mọi người. Thì hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Hoa cánh trắng hồng tím có cái kẽ trong hồng nha mọi người. Đấy, hoa cũng rất đẹp. Đó, này hạt quỷ ở bông rừng tâm rồi. Rồi đây hai ba bó nha mọi người. Đây cũng có tâm hoàng thảo tam bảo sắc. Đó, và hạt quỷ vùng rừng tâm nha mọi người. Rồi ba bó giá là 100.000 nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái dề kiều cam. Hàng này nói chung cái dề này là dề cũng hơi bị vip luôn mọi người. Em người nhìn cách cái dề của nó nhìn nó rất là đẹp, cân đối nè. Đấy. Và đặc biệt rất là nhiều thân tơ trên cái phân bố rất là đều luôn. Đấy là một người khá nhiều thân tơ luôn. Thì cái này nó trên một cái dề. Thì đặc điểm những cái dề to như thế này á, thì mọi người mua về thì nó lúc nó có hoa thì nó có hoa đồng loạt trên này luôn. Nó sẽ tạo mình một cái giò lan nở hoa rất là đều trên cùng một thời điểm nha mọi người. Khác với một số cái là mọi người mua riêng lẻ ghép trồng thì nó không có ít khả năng ra hoa cho cùng. Này là giống như là một cùng một trend ấy. Thì nó ra luôn thời điểm nào thì ra luôn thời điểm đó nha mọi người. Đấy, cùng một lúc rất là đẹp. Đây mọi người nhìn nè, đây nguyên dề nha mọi người. Đấy, người ta bóc ra một cái cây rất là to nha mọi người. Đấy, nói chung là lấy được cái dề này cũng là khá vất vả nha mọi người. Đấy. Đây nó bám những cái cây đây này nha mọi người. Đấy. Đây, này là những cái cây tổ quả nha mọi người. Đấy. Nó đây có những cái cây ấy như thế này. Đây nguyên dề nha mọi người, chuẩn bị nó mọi người về chăm thì nó sẽ ra những cái mầm con này nữa. Đây, này là một cái dề kiều cam rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Lá cũng dạng lá mít nha mọi người, khá đẹp luôn. Đấy, lá cũng rất là cân đối nha mọi người, khá là nhiều thân tơ luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24 thân tơ nha mọi người. Đấy. Vậy là rất là vip luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Nhìn không là một người ghép nó vào tạo thành một bức tranh rất là ok luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, này kiều cam nha mọi người. Hình số 11 kiều cam. Vậy là vip này giá là 400.000 nha mọi người. Lâu lâu mới có một cái gì rất là đẹp như thế này nha mọi người. Đẹp và cân đối như thế này. Đấy. Rồi. Tiếp theo là hình 12 kiều cam giá 300.000 một nguyên bản. Này là nguyên bản kiều cam nha mọi người. Rồi cái dề này đặc biệt là một cái dề kiều lá mít này. Đấy. Và găng nha mọi người. Đấy, găng này. Thì nói chung em biết cái này nó có phải gọi là lá phát tài hay không chứ. Cái này thì này găng cúc người ta. Cái này này. Đó. Đây. Này, những cái viền như thế này. Đó. Đó, nói chung là nó cũng có dấu hiệu ở này kia đó. Đấy. Này thì đang rừng lá nó như thế nhưng mà đây những lá của nó như thế này đây, đây đang hoa nhưng mà kiều này kiều cam này đó. Đang lên một cái nụ nữa này đó. Thì đặc biệt cái lá này lá rất là to nhưng mà em người thấy cái bàn tay này đấy, bàn tay của ta của em rất là to rồi nhưng mà lá nó bự hơn này. Đặc biệt đây đây gần gút luôn cái kiều này khá là đẹp luôn nhưng mà quá đẹp luôn. Rồi đây là cây nguyên bản nha mọi người. Thì lá nó khá là bự luôn. Này là do trong rừng thì có màu lá như thế này nha mọi người. Đấy, rừng nó còn bên sau người về chăm thì nó sẽ ra lá như thế này này. Đấy, lá đẹp nha mọi người. Cân đối 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, khá đẹp. Đấy, lá găng gút nha mọi người. Rồi hình 12 giá là 300 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình 13.
13 150 cho 20 bản. Đấy, đây là nguyên bản đầu tiên này. Chiều cam nha mọi người. Đây là nguyên bản đầu tiên. Đó. Làm khá là đẹp luôn nha mọi người. Là mít nha. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2. Đó. Khá là đẹp luôn. Rồi, hai nguyên bản giá là 150.000 nha mọi người. Đó. Cái hàng này không cần phải ghép nữa nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 14. 14 150 trên về kiều này. Đây nguyên về luôn. Thì mọi người mua những cái này thì nó sẽ ra hoa độc lập cùng một lúc nữa. Đấy, kiều này cây lapis nha mọi người. Đấy, khá là đẹp. Đấy. Lapis cân đối và đẹp nha mọi người. Đấy, nguyên về. Đấy, có các cây này. Đấy. Lọng bám theo nó. Đấy, khá là đẹp luôn. Đó, quá đẹp. Nguyên về nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 14 giá 150. Tiếp theo hình 15. 15 lấy 150 cho 3 về. 3 về đầu tiên này, đó, đang kiều cam nha mọi người. Đó. Đó, lá rất là đẹp. Rồi tiếp theo, về số 2. Đó. Rồi tiếp theo về số 3. Khá là đẹp nha mọi người. Đó, lá đẹp mơn mởn luôn nha mọi người. Rồi hình 15, giá 150 nha mọi người, 3 về. Đó. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến một cái loại lan mới, đó là lan hoàng thảo già phi nha mọi người. Thì nay bà con gặp được một ít cái già phi. Thì già phi này nó đang ra cái chùm hoa này, nhưng mà nó hơi rủ rủ nha mọi người. Mà hoa già phi cũng rất là đẹp. Đấy. Đây nó chùm hoa. Chưa nở rộ nhưng mà có một cái nó bị ấy nhưng mà nó chưa hiểu hé đó. Thì cái cấu hoa nó thì cánh trắng pha tím và một cái hồng cũng rất đẹp. Thì về đầu tiên về này hoàng thảo già phi công tâm 200.000 cho về. Đây là nguyên về. Đấy. Khá là nhiều thân tơ trong này nha mọi người. Cây cũng mới vừa tàn hoa thôi nha mọi người. Thì nếu mà nó trúng thời điểm hoa nữa thì người xem nó dễ hơn. Đấy. Thì đây là cây nguyên về nha mọi người. Này cũng thân chuẩn bị nứt cái mầm mới lên nha mọi người. Mọi người nhìn thân tơ của nó khá là nhiều này. Những thân hoa như thế này là nứt thân tơ nha mọi người. Và những cái thân chưa ra hoa này, đấy, mùa tới nó sẽ ra hoa. Đấy. Đây cây nguyên về mà. Nó có cả cây ấy luôn trên rừng. Thì đây là nguyên về thì mọi người mua cái về như thế này thì nó sẽ ra hôm sau nó sẽ ra hoa đồng loạt như thế này nha mọi người. Đấy, nó khác với những cái về nhỏ hơn nha. Đấy. Rồi hình 16 giá 200. Rồi tiếp theo là những cái hình già phi 100.000 một về nha mọi người. Cái này đây mình đang ra hoa nha mọi người, đang hoa đây. Rồi, những cái dòng này thì dòng dài hơn nha mọi người, dòng dài hơn. Người về có thể trồng chậu hoặc trồng thả xuống cũng được nha mọi người. Rồi hình 17 giá 100.000, tiếp theo hình 18. Hình 18 cũng 100.000 nha mọi người, già phi nè. Hoàng thảo già phi nha mọi người, người có thể tra Google là người biết cái mặt hoa đó. Nhỏ này nó tàn rồi nên giống không thể. Rồi, cây cũng rất là khỏe nha mọi người. Đấy. Nó vừa về luôn. Đấy. 18 100.000. Tiếp theo 19 giá có 100.000 luôn. Đấy. Nguyên về luôn nha mọi người. Cây cũng đang hoa. Đó. Rồi, nhiều thân tơ nha mọi người. Đây là các thân tơ này. Đấy. Rồi 19 100. Tiếp theo 20 có 100 luôn, cũng nguyên về nha mọi người. Nguyên về này, đó. Thì cây cũng đang mùa hoa của nó nha mọi người. Rồi. Hình 20 giá là 100. Tiếp theo hình 21 giá 100 luôn nha mọi người. Cũng về, này là cái về nó rơi hơn nha mọi người. Này mọi người lấy giống 2 này. 3 này, đó.
4. Ok, cũng khá là dài nhưng mà này rồi, hình 21 giá là 100.000. Rồi tiếp theo ngày hôm nay là đến lan trúc mạnh nha mọi người. Đấy, trúc mạnh một cái loại lan cho hoa rất là đẹp mọi người. Đấy thì dạng thằng này nó ưa ẩm. Nên mọi người về chăm thì chú ý cái độ ẩm cho cây nha mọi người. Đấy. Thì cái này trong cái vườn độ ẩm mà khá cao thì nó cũng rất là thích hợp nha mọi người. Dưới cái tán lá cái cây lớn cái này kia thì cũng rất là ok. Đấy. Rồi hình 12, hình 22. Trúc mạnh mà công tâm 150 cho hai cái nguyên bản đó mọi người. Đấy. Thì thằng này đây. Rồi, mọi người thấy nó thích giá thể là cây mục là một này, thứ hai là rêu bám này, đó. Rêu bám rất là nhiều nên nó gọi là nó cây ưa ẩm nhưng mà đấy, thì nó thằng như thế. Mùa này thì trúc mạnh cũng đang có nụ rồi, đang rụng lá và có nụ. Đấy, thì nó cho hoa xong thì nó sẽ ra những cái cây mới nha mọi người. Đấy. Đây, những cái cây như thế này nó ra cái theo theo đốt lần 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 đây mọi người. Đấy. Đây mọi người thấy nhìn này, nó rêu bám đầy luôn rồi, trúc mạnh là nó rất là ưa ẩm luôn. Đấy, mọi người chú ý về tạo môi trường độ ẩm cho nó. Đấy. Ở trong rừng thì nó khác, còn về nhà thì mình sẽ nhân tạo nó. Rồi 22 150 cho hai nguyên bản. Tiếp theo 23 150 cho cái dê này. Rồi dê này cũng khá đẹp mọi người thấy. Đó, bám rêu khá là nhiều này. Đó, thì nó có hai cái gì hai hai cái này hai hai đó, hai ngã này đó. Đó cây cũng khá là đẹp mọi người thấy. Trúc mình ở vùng rừng trung tâm thì đốt nó mập như thế này mọi người đấy, chứ không phải như một số nơi là nó ốm nó tiêu mọi người đấy. Thì cây đã đầy đủ dinh dưỡng như thế này rồi mọi người đấy, thì về nó giờ chuẩn bị nó ra hoa thôi. Đó, bên này cũng thế mọi người đấy, nguyên về về này nó bẻ đâu đó đẹp đấy. Rồi mọi người chú ý độ ẩm cho trúc mình nha, 23 150 cho về này. Rồi tiếp theo hàng bó 24 trúc mình 100.000 một bó này. Đấy, thì một bó sẵn như thế này đấy, thì giá 100.000 nha mọi người. Đấy, có 5 bó đấy. Đây bó như thế này này. Đó, cái này thì các cái gì nhỏ hơn thì bó thành một bó nha mọi người. Đấy. Rồi, bó nào nó giống bó nào nha mọi người. Rồi, một bó như thế này thì giá 100.000. Rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua để nhận những clip mới. Mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy, rồi một lần nữa thì chúc tất cả mọi người một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.